Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Xế Đẹp 888. Và ngày hôm nay thì Xế Đẹp 888 xin gửi tới tất cả quý vị và anh chị một lời chúc sức khỏe, cũng như là một loạt những chiếc xe tải mới về salon. Và trước mặt chúng ta thì đây là một chiếc xe Kia K165 tải trọng 2,4 tấn. Kia K165 tải trọng 2,4 tấn. Và đây là một chiếc xe có điều hòa màu xanh dương và có lót sàn đầy đủ. Đời 2009 cho nên chiếc xe này cũng rất là gần đời thôi và được giữ gìn cũng khá là đẹp, thùng bạc. Và giá của chiếc này thì cũng tương đối là phù hợp cho tất cả cô chú anh chị có thể sở hữu một chiếc xe với tầm tiền dưới 200 triệu. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết chiếc xe này. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy tổng thành xe này, sơn màu xanh dương thì đây sơn, đây tất cả phần sơn, sơn zin rất là nhiều. Và đây là cái màu mà rất là sáng và đẹp. Lướt qua một chút về tổng thành xe, về ngoại thất, màu. Thực ra thì khi lựa chọn một chiếc xe tải thì màu sắc và vẻ bề ngoài chúng ta không kỹ lưỡng quá như là khi lựa chọn những chiếc xe sedan hay những chiếc xe con. Nhưng nhìn một cách tổng thể nó cũng phải thế thôi. Hai bên rất là cân đối nhau. Đó. Tiếp theo là phần lốp lát. Lốp lắp hai bên còn vẹt bảo hành và còn rất là mới. Phần lốp với xe tải thì thực sự là vô cùng quan trọng, nó chiếm phần lớn giá trị của chiếc xe. Mỗi chiếc lốp thì nó cũng tương đối là nhiều tiền rồi. Đó. Đây chúng ta có thể thấy đây, vẫn còn tất cả những cái gai. Lốp hai bên. Đó. Tiếp theo là phần sàn sóng đây. Khi lựa chọn những chiếc xe tải thì chúng ta để ý cái phần sàn sóng nó còn đẹp, tức là nó còn xanh như thế này, tức là một chiếc xe mà nó còn giữ được cái vẻ chất. Đó. Đó, lốp dự phòng. Tôn đã được lót tôn hết rồi, một chiếc
khung mui phủ bạc. Và chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe này có thể chuyên chở những cái hàng như nội thất, hàng hóa, gỗ hay là chở sắt hoặc là chở phục vụ nhu cầu kinh doanh. Đó. Thì đó là một chiếc Kia Frontier K165. Và một phần quan trọng hơn cả đó là phần nội thất. Một chiếc xe trang bị đầy đủ nội thất, điều hòa, như táp lô. Vô lăng. Và đó là chi tiết tổng thành chiếc xe Kia K165.